Bắt đầu từ đầu tuần này, thầy trò trường Trung học phổ thông Lê Lợi đã tổ chức quyên góp tiền để quyên góp ủng hộ cho chương trình chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông. Hơn 10 triệu đồng được quyên góp, tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa to lớn khi thu hút được 100% cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia đóng góp. Trường chúng tôi cũng đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động hướng về biển đảo. Và qua các chương trình này thì chúng tôi đã tuyên truyền và giáo dục các em lòng yêu nước, cái ý thức chủ quyền của quốc gia và lên án cái hành vi xâm phạm trắng trợn của Trung Quốc. Qua các hoạt động giáo dục, tuyên truyền của các quý thầy cô, chúng em cũng đã hưởng ứng rất mạnh mẽ đến các chương trình phát động về hướng về biển đảo quê hương, và chúng em cũng đã góp một phần quý nhỏ vào bảo vệ chủ quyền Biển Đông. Không chỉ ủng hộ động viên về mặt vật chất mà tuổi trẻ Quảng Trị còn truyền thông, lên án hành động vi phạm chủ quyền của Trung Quốc thông qua mạng xã hội Facebook. Không ai bảo ai, nhiều thanh thiếu niên sử dụng Facebook đặt những hình ảnh về Biển Đông, về hình ảnh người lính đảo, xem đó như hành động yêu nước và tinh thần kiên quyết đấu tranh đối với những hành động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc.